Quốc dạy bộ môn công nghệ chính. Hôm nay xin chào các em. Như vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong bài số 1 là giới thiệu về nghề điện dân dụng. Như vậy hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em tiếp là bài số 2 là vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Bài này thì chúng ta sẽ được giới thiệu trong vòng 2 tiết, tiết số 2 và tiết số 3. Thì ở tiết số 2 này á, thì thầy sẽ trình bày với các em là về dây dẫn điện. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu cách phân loại dây dẫn điện. Ở đây thầy hay có hai hình, hình 1 và hình số 2. Đây là hình của dây dẫn điện nha các em. Các em quan sát hình và cho biết sự khác nhau giữa hai loại dây này. Các em quan sát nè, ở hình số 1, cái dây dẫn điện nó không có cái vỏ bọc cách điện, đúng không? Còn ở hình số 2 thì lại là dây có cái vỏ bọc cách điện. Như vậy thì cái dây ở hình số 1 này người ta gọi là dây trần nha các em. Còn dây ở hình số 2, những cái dây mà nó giống hình số 2 thì nó người ta gọi nó là dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện. Đó là một cái kiểu phân loại thứ nhất. Rồi các em quan sát tiếp. Chúng ta có 4 hình, hình 1, hình 2, hình 3 và hình số 4. Thì các em quan sát ở mỗi hình và cho biết sự khác nhau giữa các loại dây. Rồi, các em quan sát nè, dây ở hình số 1, dây ở hình số 1, dây ở hình số 2, nó khác dây ở hình số 3, hình số 4 như thế nào? Thì em thấy ở hình 1, hình 2 là chỉ có một cái lõi thôi. Còn dây hình 3 là có hai lõi, một lõi, hai lõi nè, các em thấy không? Rồi, dây hình số 4 thì mỗi cái dây như vậy nó có 3 lõi. Như vậy, về cái kiểu phân loại thứ nhất thì ta có thể, người ta có thể dựa vào số cái lõi thì ta có dây một lõi và dây nhiều lõi. Được chưa các em? Rồi tiếp tục ta lại quan sát tiếp. Ở hình số 1. Ở hình số 1 đó các em thì các em thấy ra là dây ở hình số 1 á thì em thấy nó chỉ có một cái lõi và lõi nó thì chỉ em thấy chỉ có một sợi duy nhất nè. Còn ở hình 2, hình số 3, hình số 4 thì trong cái lõi nó em thấy nè. Hình số 2 là thấy rõ nhất nha. Hình 3, hình 4 thì cái lõi nó cũng tương tự nha. Thì em thấy cái lõi của nó đó thì lại có nhiều cái sợi nhỏ, nhiều cái sợi rất là nhỏ và người ta xoắn lại bện lại với nhau. Như vậy thì mình lại có cái kiểu phân loại thứ hai, đó là dây dựa vào cái số sợi, tức là dây có một lõi, lõi một sợi và dây có một lõi, dây có lõi và lõi nó lại có nhiều nhiều sợi. Tôi nhắc lại. Như vậy mình có kiểu phân loại thứ hai là dựa vào cái số sợi trong lõi dây thì chúng ta có dây một lõi một sợi và dây lõi nhiều sợi. Đấy. Như vậy tóm lại thì chúng ta có cái nhận xét về phân loại dây dẫn điện và chúng ta ghi nội dung này vào tập. Là dựa vào vỏ cách điện thì chúng ta có dây trần, dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Dựa vào số lõi và số sợi thì chúng ta có dây một lõi hoặc dây nhiều lõi và lõi nó có một sợi hoặc nhiều nhiều sợi bệnh lại. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu tạo dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện. Đây là hình ảnh của các dây dẫn điện. Thì các em quan sát hình, nêu cấu tạo dây dẫn điện, nêu cấu tạo cái gì? Thì các em sẽ nêu cho thầy là tên gọi các phần, vật liệu làm, công dụng của từng phần.
Rồi các em quan sát hình. Như vậy thì về cấu tạo dây dẫn điện thì chúng ta có cái phần thứ nhất là cái lõi dây. Các em quan sát lõi dây. Đấy, lõi dây là phần thứ nhất. Cái lõi dây này và trong bài mình thì người ta gọi nó là tên của nó là lõi dây dẫn điện. Thì về cấu tạo của lõi dây dẫn điện thì thứ nhất là nó được làm bằng đồng hoặc là bằng nhôm nha các em. Ở đây hình ảnh này là hình ảnh dây dẫn lõi dây làm bằng đồng. Lõi dây làm bằng đồng. Nhiệm vụ của cái lõi dây là dùng để dẫn điện. Nha. Nhiệm vụ hay là công dụng của lõi dây là dùng để dẫn điện. Và nó có thể có lõi, có cái lõi là một sợi hoặc nhiều sợi. Thứ hai là cái vỏ dây. Vỏ dây này thì được làm bằng cao su hoặc là bằng nhựa PVC, bằng cao su hoặc là bằng nhựa PVC. Nhiệm vụ của cái lõi dây là dùng để cách điện. Nhiệm vụ của cái vỏ dây là dùng để cách điện. Phần thứ ba, các em quan sát. Phần thứ ba thì là phần này là bổ sung thêm cho một số loại dây dẫn đặc biệt thôi nha các em. Chứ bình thường, dây dẫn bình thường thì chúng ta không cần phải có cái phần thứ ba. Thì dây dẫn đặc biệt làm sao? Ví dụ như là những dây là thường xuyên đi ngoài trời phơi mưa phơi nắng, hoặc là những dây mà đi chôn ngầm ở dưới đất, hoặc là những dây đi cho môi trường mà có hơi ẩm nhiều, hơi hóa chất nhiều, thì người ta sẽ dùng cái dây dẫn mà có thêm cái lớp vỏ thứ ba. Và lớp vỏ thứ ba này gọi là lớp vỏ bảo vệ. Và thường nó được làm bằng cao su. Như vậy thì chúng ta có cái mô tả về cấu tạo dây dẫn điện như sau. Thầy nhắc lại, lõi làm bằng đồng hoặc nhôm dùng để dẫn điện, có một sợi hoặc nhiều sợi bệnh lợi. Vỏ làm bằng nhựa PVC hoặc là cao su dùng để cắt điện. Rồi một số loại dây thì có lớp vỏ bảo vệ cơ học bằng cao su bọc bên ngoài chống va đập chống thấm. Thì các em nhớ ghi nội dung bài học vào và vẽ hai hình này vào. Sau khi tìm hiểu về cấu tạo dây dẫn điện thì chúng ta tìm hiểu tiếp là phần sử dụng dây dẫn điện như thế nào. Thì về sử dụng dây dẫn điện thì thứ nhất là khi lựa chọn dây dẫn, ta phải theo đúng thiết kế của mạng điện. Như vậy phần này có nghĩa là như thế nào đây các em? Thì các em quan sát đây, dây dẫn chúng ta thấy nó có nhiều loại. Loại một lõi nè, loại nhiều lõi nè. Rồi loại là có một cái lớp vỏ bọc cách điện, nhưng mà lại có loại là có vỏ bảo vệ nữa. Vậy thì lựa chọn theo đúng thiết kế là như thế nào? Chúng ta thấy nè, cái lõi nó lại có lớn nhỏ khác nhau nữa. Thì nghe thầy giải thích. Thứ nhất là cái lõi dây người ta làm lớn nhỏ khác nhau. Là đối với dây mà có lõi nhỏ thì nó sẽ tải dòng điện, hay là cái công suất tải điện của nó đó, công suất tải điện của dây đó, nó sẽ bé. Còn dây càng lớn thì cái công suất tải điện càng lớn. Công suất tải điện đây là cái gì? Có nghĩa là nó sẽ cho phép sử dụng một số lượng đồ dùng điện nhiều ít khác nhau. Nếu số lượng đồ dùng điện sử dụng trong cái mạng điện đó ít thì cái công suất nó ít. Mà đồ dùng điện, số lượng đồ dùng điện mà càng nhiều thì công suất nó càng cao. Thế thì chúng ta nếu mà sợ đồ dùng điện mà chúng ta sử dụng nhiều thì chúng ta phải lựa chọn cái dây có cái kích cỡ nó tương xứng. Nếu mà chúng ta lựa chọn nó không phù hợp, tức là nó nhỏ cái công suất của tải dây ấy, mà nó nhỏ hơn cái công suất của số lượng đồ dùng điện trong cái mạng điện đó, thì dây dẫn sẽ bị hiện tượng gọi là quá tải. Và khi mà dây dẫn bị quá tải như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái nguy hiểm cho cái mạng điện, gây cháy nổ, chập mạch cháy nổ. Cái thứ hai là chúng ta thấy nè, là cái dây có một lõi và dây có nhiều lõi. Thế thì cái dây một lõi á, và giữa dây nhiều lõi thì nó có ưu và khuyết điểm như thế nào? Dây một lõi thì nó rất là cứng các em, nó cứng. Và khi mà nó để một cố định á, thì nó sẽ
nó sẽ dễ cố định hơn là cái dây nhiều lõi. Đồng thời cái mức độ, cái công suất tải điện của nó cũng tốt hơn. Ngược lại thì cái dây nhiều lõi đó, thì nó lại có cái ưu điểm là dễ di chuyển, dễ di chuyển. Như vậy thì tùy cái yêu cầu sử dụng của mạng điện mà người ta sẽ thiết kế chọn cái lõi dây như thế nào cho phù hợp. Chọn cái dây một lõi hay nhiều lõi hay là dây có lớp vỏ bảo vệ cho phù hợp. Và người ta đã thiết kế ra. Và khi chúng ta đi mua, chúng ta lựa chọn về sử dụng thì chúng ta phải theo đúng cái thiết kế đó. Nếu chúng ta chọn sai thì có thể là không đúng, thì sử dụng không đúng và sử dụng có thể gây không an toàn cho cái mạng điện của chúng ta. Thứ hai là về ký hiệu dây. Thì trên dây nó có ký hiệu như sau: M, N nhân F. Thì ký hiệu này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là M là lõi bằng đồng, N là số lõi của chúng ta, F là tiết diện của một lõi. Thầy nhắc lại nha, F là tiết diện một lõi, đơn vị tính là mm vuông. Như vậy cụ thể, thầy có một cái ví dụ. Trên vỏ dây có ghi M 2 nhân 0,5 thì có nghĩa như sau. Dây dẫn này có lõi làm bằng đồng, nó có hai lõi, mỗi lõi như vậy thì có tiết diện là 0,5 mm vuông. Rồi, về sử dụng dây dẫn điện, khi sử dụng thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây, chú ý an toàn điện tại vị trí có nối dây. Như vậy cái thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện là như thế nào? Các em quan sát nè, cái dây này nè. Sử dụng lâu ngày cái vỏ cách điện nó bị bong chóc nè, lòi cái lõi bên trong ra nè. Như vậy nếu mà tình hình này thì sử dụng sẽ gây nguy hiểm. Hoặc là cái dây này em thấy có băng cách điện không? Và sử dụng lâu ngày cái lớp băng cách điện này có thể là bị bong tróc, bị hư đi. Thì lúc này ta phải kiểm tra và ta phải khắc phục bằng cách băng cách điện lại. Cái thứ hai là chú ý an toàn điện tại vị trí có nối dây là như thế nào? Các em quan sát nè, vị trí có nối dây nè. Ví dụ như đây là hình cái dây nối vào cái công tắc nè, cái ổ điện nè. Đây là hình dây nối vào cái phích cắm điện nè các em. Đấy, phích cắm điện này. Thì những cái chỗ này nó phải chắc chắn, nó không được lỏng lẻo. Nếu mà mình kiểm tra mà mình thấy nó lỏng lẻo, không chắc chắn thì mình phải sửa chữa liền. Hoặc là nếu mà nó cũ quá rồi thì mình phải thay mới. Vậy các em hiểu, có hiểu vấn đề chỗ này chưa nào? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có những cái lưu ý về sử dụng dây dẫn điện. Thầy nhắc lại, khi lựa chọn dây phải theo đúng thiết kế của mạng điện. Ký hiệu dây là M, N nhân F. M có nghĩa là lõi dây bằng đồng, N là số lõi, F là tiết diện một lõi, đơn vị là mm vuông. Khi sử dụng thì chúng ta phải chú ý thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây. Chú ý an toàn điện tại vị trí có nối dây. Phần này các em cũng ghi bài vào. Rồi, như vậy là bài học ở phần số 1 tới đây là kết thúc. Thì trước khi kết thúc phần này thì thầy có dặn dò cho các em nha. Thứ nhất là các em phải làm các câu hỏi ở phía dưới và bằng cách là click vào cái mục câu hỏi đó để chúng ta trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để lấy điểm kiểm tra thường xuyên. Và cái này, phần này có thời gian nha, bạn nào trả lời chậm thì chúng ta sẽ mất cái quyền trả lời đấy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đọc phần còn lại của bài số 2. Để tiết số 3 chúng ta sẽ học tiếp phần này. Thầy xin chào các em, hẹn gặp lại các em, chúc các em làm bài tốt.